Năm 2019, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình thời tiết cực đoan, dịch tả lợn châu Phi bùng phát và diễn biến phức tạp, song ngành nông nghiệp đã chủ động tham mưu cho tỉnh Thái Nguyên đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo tích cực, qua đó hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Tháng 3 năm 2019, dịch tả lợn châu Phi chính thức xuất hiện và lan rộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã làm ảnh hưởng lớn đến chăn nuôi và toàn ngành nông nghiệp của tỉnh. Theo ước tính đến thời điểm này, thiệt hại do dịch đã lên tới 330 tỷ đồng, chiếm tới 45 đến 48% tỷ trọng chăn nuôi toàn ngành nông nghiệp, gây ảnh hưởng lớn đến mục tiêu tăng trưởng năm 2019 của nông nghiệp Thái Nguyên. Tuy nhiên, bằng những biện pháp kịp thời để ngăn chặn dịch lây lan và nhanh chóng chuyển dịch tỷ trọng chăn nuôi nội ngành, ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi đã được hạn chế rất nhiều. Căn cứ vào các cái trang trại chăn nuôi ở địa phương, thì sẽ ra bổ sung luôn ở các cái trang trại nội hàm này thì chúng tôi cũng đã bù đắp được trên 23 tỷ đồng. Tổng đàn gia cầm đã tăng là 7% so với này kế hoạch và tăng 19,6% so với cùng kỳ, đàn bò tăng 3%. Đến thời điểm hiện tại, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 1,74%. Cùng với chăn nuôi, việc triển khai sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết diễn biến bất thường ngành nông lâm nghiệp đã phối hợp với các địa phương, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, ra soát điều chỉnh nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch, theo hướng chuyển dịch cơ cấu và tăng quy mô sản xuất, tăng cường các biện pháp kỹ thuật, quản lý, phòng trừ sâu bệnh hại, cây trồng vật nuôi, đồng thời báo cáo tỉnh, ban hành đề án để bù đắp tối đa phần thiếu hụt giá trị sản xuất. Chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng cái hướng dẫn để tham mưu cho sở ban hành kế hoạch sản xuất của từng vụ phối hợp với các đơn trong ngành cũng như các địa phương thì chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân thực hiện theo đúng cái uh, kế hoạch cũng như phương án đã được xây dựng. Cùng với những giải pháp cấp bách, việc cơ cấu mùa vụ và giống cây trồng chuyển mạnh theo hướng tăng trưởng sản phẩm lợi thế, nâng cao giá trị, mở rộng diện tích sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ, tiêu chuẩn Việt Gáp. Sản xuất chăn nuôi đã chuyển mạnh theo hướng tập trung quy mô lớn, an toàn dịch bệnh, nâng cao năng suất chất lượng, đưa nhiều tiến bộ kỹ thuật và công nghệ giống, thức ăn và sản xuất. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tỉnh cũng phát triển mạnh nuôi thâm canh thủy sản, từng bước xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Trung tâm đã triển khai nhiều cái mô hình mà hiện nay đã thu được nhiều kết quả rất tích cực và tạo tiền đề cho năm 2020 tiếp tục để thực hiện. Ví dụ như là các cái mô hình ứng dụng cái công nghệ nhà lưới, nhà màng, ngành cũng đã chủ động sớm có những cái giải pháp trong việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất của ngành. Trong đó thì tập trung thực hiện triển khai quyết liệt các cái giải pháp để phòng chống dịch tả lợn châu Phi, đẩy mạnh cái sản xuất nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt. Chính vì vậy cho nên là cái giá trị trồng trọt của ngành nông nghiệp năm 2019 đã đạt một cái tăng trưởng rất là cao 2,8%. Nhờ vậy, hết năm 2019, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của Thái Nguyên ước đạt trên 13.500 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực đạt trên 463.000 tấn, vượt 6% kế hoạch. Diện tích trồng chè mới và trồng lại toàn tỉnh đạt gần 950 ha, vượt gần 26% kế hoạch. Giá trị trên 1 ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 100 triệu đồng 1 ha. Trồng rừng đạt gần 5.400 ha, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 53%; tỷ lệ dân số ở nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 13; hoàn thành trước một năm kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Ra soát lại thì quy hoạch để xác lập lại các cái vùng sản xuất tập trung đối với một số các cái cây trồng thủ lực của tỉnh. Để rồi rồi ra soát rồi điều chỉnh một số những cái cơ chế chính sách để trên cơ sở đó đẩy mạnh cái việc mà kêu gọi thu hút các cái doanh nghiệp, các cái thành phần kinh tế đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Trong đó chú trọng những cái việc mà tạo ra cái sự liên kết cho các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã, các tổ tác với người dân trong cái việc mà sản xuất, chế biến và quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Những kết quả của hoạt động sản xuất nông nghiệp năm 2019 cho thấy tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh đang đi đúng hướng đúng trọng tâm tin tưởng rằng với những giải pháp được thực hiện đồng bộ và mang lại hiệu quả thiết thực ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thái nguyên